Xin chào anh em đã trở lại với TNC Channel và đây sẽ là một video vô cùng đặc biệt. Còn nó đặc biệt như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi sau phần intro nhé. Vâng, chắc là không cần phải mô tả gì nhiều cũng như là tường thuật gì thêm. Anh em cũng có thể đoán được ngay tại sao nó đặc biệt. Bởi vì hôm nay là ngày gì? 30 Tết đúng không ạ? Và 30 Tết rồi, tại sao chúng ta vẫn ở đây gặp nhau? Bởi vì là nếu như anh em còn nhớ thì ngày 31 tháng 12 năm 2017 vừa rồi mình có đăng tải một video lên TNC Channel, đó là bản tin tổng hợp cuối năm. Trong đó thì mình đã đưa ra tất cả những sự kiện lớn nhất của năm 2017 trong làng PC để chúng ta có thể một lần nhìn lại. Và phần nào đó thì mình cũng đưa thêm một số thông tin về thị trường đầu năm 2018. Thì bây giờ đã hơn một tháng trôi qua kể từ video đó rồi thì mình nghĩ đã là cái thời điểm phù hợp để chúng ta nhìn xem là cái hệ quả của năm 2017 cho đến năm 2018 này nó có đúng như là những gì mình đã dự đoán trong cái bản tin đó hay không. Thì NVIDIA đầu tiên là họ đã thông báo rằng sang quý 1 2018 thì họ sẽ tăng giá các đồ họa của mình lên 10%, và rất đáng buồn, đó là sự thật. Tuy nhiên không phải cái gì cũng buồn, bởi vì sang năm 2018 này, từ tháng 1 đến giờ mình thấy là hầu như tất cả những cái sản phẩm RAM và SSD đều đã ổn định giá, và trong khoảng thời gian dài như vậy nó không có sự biến động nào cả, không lên không xuống. Và đây là một cái sự ổn định rất đáng hy vọng, bởi vì là khi mà cái gì đó đã lên đỉnh rồi nó sẽ ổn định một chút và nó sẽ bắt đầu đi xuống, đúng không ạ? Và hy vọng là ra Tết chúng ta sẽ có mức giá RAM và SSD nó có chiều hướng đi xuống để chúng ta có thể phần nào bù đắp vào cái sự đi lên của VGA. Nhưng mà tốt nhất là cả hai thứ đó đi xuống là tuyệt vời, đúng không ạ? Và còn một điều nữa, đó là ngày 14 tháng 2 vừa qua thì AMD đã chính thức ra mắt thế hệ chip Ryzen thứ hai, đó là Ryzen 3 2200G và Ryzen 5 2400G. Và đây hứa hẹn sẽ là đối thủ trực tiếp, thậm chí là gây hoang mang cho con chip Core i3 8100 và Core i5 8400. Tại sao? Bởi vì lần này thì AMD đã chính thức tích hợp đồ họa Radeon vào con CPU của mình. Và như vậy là chúng ta đã có những con CPU đến từ AMD có khả năng xử lý đồ họa không thua kém gì với đối thủ Intel của họ cả. Và đây thật sự sẽ là một cái tín hiệu rất đáng mừng cho team đội đỏ và đội xanh nữa. Tại sao? Tại vì đội xanh có thể nhảy qua đội đỏ. Mình đùa đấy. Thật ra thì khi mà AMD đã cho ra những sản phẩm tuyệt vời như vậy thì chắc chắn là chả nhẽ Intel lại ngồi im, đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ có thể hy vọng là Intel sẽ ra những con chip nó tuyệt vời hơn nữa. Và như mình đã nói trong những video trước đây, đó là sự cạnh tranh của các hãng công nghệ đều mang lại lợi ích cho người dùng chúng ta, đúng không ạ? Thôi, nói về PC như thế là đủ rồi. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em một cái vấn đề khác, đó là quãng thời gian vừa qua quả là một quãng thời gian không ngắn nhưng mà cũng không dài. Kể từ khi video đầu tiên được đăng tải trên TNC Channel, mình nhớ lúc đó là khoảng tháng 5 năm 2017 và đến bây giờ là tháng 2 năm 2018. Một quãng thời gian đó thì chúng ta đã cùng nhau đi qua rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, rồi thì những cung bậc cảm xúc. Nhưng mà tất cả để có được ngày hôm nay hơn 22.000 sub là đều nhờ vào sự ủng hộ tất cả các bạn cũng như là sự cố gắng của tất cả mọi người trong TNC Channel. Và ngày hôm nay thì kết thúc năm 2017 âm lịch, mình cũng muốn gửi đến tất cả khán giả của TNC Channel một lời chúc sức khỏe, một sự may mắn. Chúng ta hãy bỏ qua hết những vấn đề của năm cũ đi và bước sang một năm mới với nhiều thành công, với nhiều sự may mắn, với nhiều dự định sẽ thực hiện. Và chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và có nhiều điều tốt đẹp nhất có thể đến với các bạn. Còn một thông tin cuối cùng nữa mình muốn gửi đến các bạn, đó là TNC Store sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày mùng 6 Tết. Tức là anh em ăn Tết xong là hoàn toàn có thể đến số 222 Lê Thanh Nghị để build PC mới rồi. Còn bây giờ thì là thời gian để chúng ta dành cho gia đình và người thân để cùng nhau đón chào thời khắc giao thừa của năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong năm 2018 âm lịch tới đây. Ôm cái cho tình cảm đi nha.